Phật Mã Sơn đang rộn ràng lệ. Nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của Phụng Quân, cho nhau nụ cười trao nhau tình hơi mờ. Bốn mắt đắm chìm trong mộng mê thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Vậy sẽ nắm thầm trà áo ai cao như thầm trả lại lời thề nguyện. Vậy thì lon cô nương chớ dội nói ra, làm sao đớn xót xa người phiêu bạc kẻ lon phòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông ngăn cách vô cùng đường về bạch mã chẳng cùng xương dân chẳng gặp dùng sông đều yêu từ từng nhận áo nghe lòng băn khoăn